Video này thì mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách làm nhiệm vụ với bao bit nha. Các bạn bấm vào quét 3. Rồi. Trong cái quét 3 nó sẽ có cái là John Mega First Mega Aerob nè. Đây, các bạn chọn vào. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Nó đang có cái đang tiến hành đấy. Các bạn bấm vào nút kiếm điểm. Rồi, ở đây nó có thông tin thì các bạn cứ đọc nhanh sơ qua, còn không thì cứ bấm vào bắt đầu ngay để mà chúng ta làm cũng được. Bạn nào muốn đọc thì cứ đọc nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ngay. Rồi, khi mà làm xong nhiệm vụ, các bạn nhớ quay lại bấm vào cái nút xác minh màu trắng kế bên nha. Để mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Rồi, thì nó sẽ yêu cầu cho chúng các bạn phải deposit là 0.0001 BTC vào cái Megarob này, vào cái bao bit này để mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thì đầu tiên chúng ta phải connect wallet đến cái ví Binance. Thì 0.0001 BTC này ở đâu? Đó là ở cái video trước. Ở trên kênh YouTube tôi là Hằng Hiếu thì mình cứ hướng dẫn các bạn cách làm tham gia Binance Mega Drop á. Rồi, bây giờ các bạn bấm connect wallet. Rồi chọn Binance with 3 wallet. Ok, rồi bây giờ các bạn sẽ start BTC vào thì yêu cầu tối thiểu là 0.0001. Hiện tại thì do là cái ví của mình không đủ BTC rồi. Tại vì hồi tối hôm qua thì mình có làm video cho các bạn xem thì nó bị trừ phí giao dịch mất tiêu. Nên là bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tiến hành chuyển thêm một ít BTC từ cái ví sàn Binance sang cái ví WIS3. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành chuyển BTC từ cái sàn giao dịch ở đây sang cái số lượng BTC ở đây sang cái ví WIS3. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mua một ít BTC nha, tại hiện tại mình không có BTC. Rồi, thì mình sẽ sử dụng chức năng là chuyển đổi của Binance để mua BTC cho nó nhanh bằng USDT. Thì các bạn để mà có thể chuyển đổi thì các bạn bấm vào chuyển đổi. Rồi, các bạn sẽ chuyển USDT sang BTC. Thì bạn nào không muốn làm thì các bạn có thể sử dụng giao dịch giao ngay để mua BTC cũng được. Còn mình dùng cái này luôn cho nó nhanh. Rồi, mình mua khoảng 24 đô BTC. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái WIS3 để mà chúng ta chuyển BTC từ cái ví Binance sang cái ví WIS3. Rồi, các bạn sẽ bấm vào nút chuyển. Rồi, giữ nguyên hết thông tin, các bạn chọn đồng BTC. Thì những cái này đều mình đã đều hướng dẫn chi tiết trong cái video trước rồi. Bạn nào mà xem cái video này bỡ ngỡ thì các bạn xem lại nha. Ở video này thì mình chủ yếu mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ thôi. Rồi, mạng BTC, mạng BEP20. Rồi, bấm vào nút chuyển. Ok, bây giờ điền số lượng BTC vào rồi mình chuyển hết luôn. Rồi, bấm vào nút rút. Rồi, xác nhận. Ok, thì các bạn sẽ đợi một vài phút để mà BTC nó sẽ chuyển từ ví của sàn giao dịch sàn Binance về lại cái ví WIS3 của chúng ta. Thì khi mà các bạn đã chuyển BTC thành công thì các bạn sẽ thấy số lượng là BTCB ở trên cái ví WIS3 của các bạn. Hiện tại là nó đang chỉ có là 0.0001 thôi. Các bạn phải đợi một lát thì nó mới giao dịch, nó mới bắt đầu xử lý xong. Rồi, ok, các bạn đã thấy là BTCB nó đã vào ví của mình rồi đúng không? Đây, cái chuyện hồi nãy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại. Mình deposit nha. Thì khi mà các bạn deposit BTC vào thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập mã xác thực của Binance, thì các bạn cứ làm theo yêu cầu của nó thôi. Rồi, mình đã deposit 0.001 BTC vào cái này thành công rồi.
Ok, thì khi mà các bạn đã deposit BTC xong xuôi hết rồi thì các bạn quay lại cái nhiệm vụ mà nãy mình nói, các bạn bấm vào kiếm điểm đi, rồi các bạn bấm vào nút xác minh nha, các bạn phải bấm vào nút xác minh thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Rồi bấm vào, rồi bấm đã hoàn tất nhiệm vụ. Ok, như vậy là xong. Thì các bạn đã hoàn thành làm cái Mega Rock với cái dự án Bobit này trên Binance. Đấy. Rồi, bạn nào mà xem video này có thể là chưa hiểu nhiều thì hãy xem lại cái video trước mà mình hướng dẫn các bạn tham gia Binance Mega Rock, thì mình đã nói rất là kỹ rồi. Mình cũng sẽ để cái link vào cái video video đó dưới phần mô tả video.